Chiều ngày 31 tháng 7, phường Phả Lại tổ chức hội nghị công bố quyết định công nhận trưởng các khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026 và ra mắt lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ngành đoàn thể và các khu dân cư trên địa bàn phường Phả Lại. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường Phả Lại đã công bố quyết định công nhận kết quả bầu cử trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026 trên địa bàn phường. Theo đó, toàn phường có hơn 5.600 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, tỷ lệ đi bầu đạt 99,58%. Có 7 trong số 13 khu dân cư có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Các cử tri đã sáng suốt bầu chọn được 13 đồng chí trưởng khu dân cư, vừa đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, đủ uy tín để đảm nhận nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trao quyết định phê chuẩn cho 13 đồng chí trưởng các khu dân cư vừa trúng cử, trong đó có 12 đồng chí tái cử, 1 đồng chí trúng cử lần đầu. Và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Huyền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phả Lại, chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực, quá trình công tác của các trưởng khu dân cư trong nhiệm kỳ qua, đồng thời tin tưởng và mong muốn các trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026 sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, sự chủ động, sáng tạo trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp lại sự tin tưởng của Đảng và nhân dân. Trong dịp này, phường Phả Lại cũng tiến hành ra mắt 13 tổ an ninh trật tự ở cơ sở với 41 thành viên, bao gồm 13 đồng chí tổ trưởng, 13 đồng chí tổ phó và 15 tổ viên. Đây là lực lượng quần chúng đắc lực, tinh nhuệ, là cánh tay nối dài của lực lượng công an phường trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giải quyết kịp thời, nhanh chóng các vụ việc ngay tại cơ sở. Trao quyết định cho các lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phả Lại đề nghị mỗi thành viên tổ an ninh trật tự cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời công an phường để triển khai thực hiện công tác đấu tranh, tham mưu giải quyết các vụ việc, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết nội bộ và gương mẫu trong mọi hành động, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống như hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động, góp phần đảm bảo sự bình yên của nhân dân trên địa bàn phường.